Nội tiết tố nữ đóng một vai trò rất quan trọng và có mối liên hệ mật thiết đối với sức khỏe của chị em phụ nữ. Rối loạn nội tiết tố estrogen là nguyên nhân chính gây ra u xơ tử cung và rối loạn kinh nguyệt. Căn bệnh này rất phổ biến và gây ra nhiều phiền toái. Tôi có thể tự tin chia sẻ với bạn bí quyết thoát khỏi rối loạn nội tiết tố và u xơ tử cung là nhờ thuốc dược thảo Bioestro. Tuy nhiên, bạn còn thắc mắc thuốc dược thảo Bioestro gồm những thành phần gì, nguồn gốc ra sao và quy trình sản xuất như thế nào? Mời bạn ghé thăm trang trại dược phẩm tại Canada để khám phá toàn bộ một quy trình khép kín các giai đoạn sản xuất thuốc dược thảo Bioestro. Thuốc dược thảo Bioestro được sản xuất bởi tập đoàn Natural Factor. Sáng lập bởi Roland Ganler, thành lập từ những năm 1950 với hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm. Tập đoàn hiện đang là thương hiệu dược phẩm uy tín tại Mỹ và Canada khi mà người dùng đều hướng đến những sản phẩm từ thiên nhiên. Chúng tôi hoạt động với sứ mệnh nâng cao hạnh phúc cho khách hàng thông qua hiệu quả của các sản phẩm sức khỏe. Natural Factor hiện có trụ sở chính ở Coquitlam, British Columbia, văn phòng đại diện nằm ở Morrill, Washington, nước Mỹ. Đầu tiên, khi tới Bắc Mỹ, bạn sẽ thấy vùng trồng dược liệu của chúng tôi cực kỳ rộng lớn với hơn 2.000 mẫu đất để trồng các loại thảo dược. Trang trại Natural Factor nằm tại thung lũng phù sa giữa hồ Otter và hồ Swan ngay phía nam thành phố Armstrong, British Columbia. Vùng đất được hình thành trong hàng thiên niên kỷ bởi vì nước từ hồ Otter liên tục bị ngập trong thung lũng dưới đây. Những trận lụt này đã tích tụ một lượng lớn chất hữu cơ lên đất. Đất phù sa bồi cực kỳ màu mỡ với độ sâu 2m và có phân tầng bồi đặc biệt đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa độ pH của đất. Tiếp theo, việc kiểm soát hoàn toàn lựa chọn giống là thế mạnh của trang trại. Chúng tôi đảm bảo chọn đúng loài không lai, hạt không biến đổi gen. Điều rất quan trọng là đảm bảo rằng giống cây trồng tự nhiên và khỏe mạnh vì cây con khỏe mạnh là cây trưởng thành khỏe mạnh. Tất cả các thảo dược đều được trồng ngoài môi trường tự nhiên nên việc kiểm soát mùa vụ là điều rất quan trọng. Các bước gieo trồng, thu hoạch phải đúng thời điểm để mang lại sản lượng và chất lượng tốt nhất. Ngoài ra, việc thu hoạch hoàn toàn thủ công, chỉ chọn lựa những sản phẩm đã đủ tiêu chí. Điều này khác biệt với việc thu hoạch bằng máy. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều ra đời bởi quy trình khép kín, công nghệ hiện đại và con người chuyên nghiệp. Natural Factor là một trong những công ty dược phẩm duy nhất có trang trại hữu cơ riêng, khai thác, đóng gói và các cơ sở sản xuất riêng. Các phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu riêng biệt và một mạng lưới rộng lớn các đối tác khoa học và bán lẻ. Hệ thống phòng thí nghiệm dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến. Natural Factor là nhà sản xuất Nutrastico duy nhất ở Canada có cơ sở đóng gói soft gel riêng, cho phép kiểm soát được sản phẩm cuối cùng. Cơ sở của chúng tôi có thể sản xuất lên đến 4 tỷ soft gel mỗi năm. Bằng sự hiểu biết rộng rãi của các chuyên gia khoa học, hơn 1.000 dược sĩ hàng đầu với thâm niên kinh nghiệm hơn 30 năm đang cống hiến tại đây, được lựa chọn và đào tạo từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù rất tự tin về những gì mang lại, nhưng với phương châm đặt sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu, chúng tôi đã chọn Asua làm bên thứ ba chứng minh và xác nhận sản phẩm của mình. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm của Natural Factor đều được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép lưu hành trên toàn thế giới. Chúng tôi liên kết với cộng đồng bằng cách tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu tại các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu trên thế giới. Sau khi biết về nguồn gốc của thuốc dược thảo Bioestro từ Mỹ của dược phẩm Myrora, tiếp đến hãy cùng tôi tìm hiểu sâu vào thành phần hoạt chất và công dụng của từng loại thảo dược có trong thuốc dược thảo này nhé. Thành phần tiếp theo đó chính là trà xanh. Trà xanh là một loại thức uống cổ xưa rất tốt cho sức khỏe. Chúng tôi lựa chọn thời điểm gieo trồng trà xanh vào mùa xuân để cây dễ bén rễ. Khu vực đất trồng phải đảm bảo thoát nước và tơi xốp, đất phải có tính axit, nồng độ pH từ 4 đến 6.0, có mạch nước ngầm dưới mặt đất. Chúng tôi yêu cầu tưới trà hoàn toàn bằng nước sạch và phải mất từ 4 đến 8 năm cây trà con mới có thể trưởng thành. Mặc dù tới 4 năm là có thể thu hoạch, nhưng chúng tôi lựa chọn những lá trà có tuổi đời từ 5 đến 7 năm. Những ngọn trà xanh sẽ được thu hoạch bằng tay vào sáng sớm khi những giọt sương còn đọng trên ngọn trà, vì lúc này trà có chứa thành phần hoạt chất nhiều nhất. Chúng tôi tiến hành chiết xuất trà xanh bằng công nghệ Phytosome. Đây là công nghệ bào chế rất ưu việt, với khả năng hấp thu cao mang lại hiệu quả tốt nhất so với dạng trà xanh thông thường. Đặc biệt, thành phần sulfenol trong trà xanh có tác dụng cân bằng nội tiết tố, tránh viêm nhiễm âm đạo và ổn định lớp nội mạc tử cung. Nghệ có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới phía đông nam Ấn Độ. Đây là loại cây thân thảo cao khoảng 0,6-1m, cụm hoa mọc ở giữa từ các lá lên thành hình nón thưa, cánh hoa ngoài màu xanh lục, bên trong có màu vàng nhạt. Nghệ được trồng vào mùa xuân khi tiết trời có mưa phùn, đất đã đủ độ ẩm. Khi đó, chúng tôi chọn những củ nghệ to, chắc khỏe, không bị bệnh để tiến hành trồng. Sau khi nảy mầm thì tiến hành nhổ cỏ, vun xới gốc mỗi tháng một lần. Khoảng 1 năm rưỡi khi nghệ không còn mọc lá non nữa, lá già bắt đầu khô mép và ngả vàng thì bắt đầu thu hoạch. Chúng tôi thu hoạch hoàn toàn bằng tay, đào sâu để lấy được toàn bộ củ. Nghệ đem về phải rửa sạch, sàng lọc và loại bỏ những củ hư hỏng, nứt vỡ.
Ngày đạt tiêu chuẩn để điều chế thuốc là củ phải to, chắc, nặng và không bị đứt gãy. Sau đó được sản xuất bằng công nghệ nano giúp hấp thu vào cơ thể nhanh hơn vì có độ tan cao gấp khoảng 7.500 lần so với phân tử curcumin thông thường. Hợp chất curcumin ấy trong nghệ có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, vì thế giúp kích thích lưu lượng máu trong tử cung và cân bằng hormone, từ đó điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Thành phần tiếp theo đó chính là cây kế sữa. Kế sữa có nguồn gốc ở vùng địa Trung Hải. Kể từ khi y học phát hiện ra dược chất silymarin trong cây kế sữa có tác dụng chữa bệnh, thì loại cây này đã được trồng khắp nơi trên thế giới. Nó được làm thuốc sử dụng rộng rãi tại Bắc Mỹ và châu Âu. Cây cao từ 1 đến 3 mét, lá lớn có chấm hoặc gân màu trắng, bông màu đỏ tím, trái nhỏ có vỏ cứng màu nâu với nhiều chấm và bóng. Điều kiện thích nghi của cây thường ở những nơi khô ráo có nhiều ánh nắng mặt trời, cây sẽ sinh trưởng và phát triển được tốt nhất. Thời gian gieo trồng thích hợp là cuối thu và xuân. Cây kế sữa được trồng bằng cách gieo hạt trực tiếp xuống đất. Hạt sẽ nảy mầm sau khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi phải chăm sóc đặc biệt, làm cỏ và tưới nước cẩn thận, bón các loại phân hữu cơ bắt sâu gây hại. Đến tháng 6, cây bắt đầu ra hoa. Những bông hoa nở đỏ tím sau đó sẽ héo khô vào mùa thu. Lúc hoa héo tàn cũng là thời điểm thu hoạch quả. Toàn thân, cây và lá đều có những gai nhỏ li ti đâm vào da rất nhức, nên khi hái chúng tôi phải đeo bao tay cẩn thận, tránh gai cây làm tổn thương đến da. Hạt kế sữa phải qua khâu chọn lọc kỹ để loại bỏ những tạp chất, những hạt lép. Sau đó mới đem ra phơi ở nắng nhẹ, nhiệt độ 20 độ C và độ ẩm không khí khoảng 75%. Hạt đạt được độ ẩm tốt có thể đem bảo quản. Hạt được bỏ vào trong các túi hút chân không để bảo quản tốt nhất trước khi đem vào chế biến theo công nghệ Phytosome. Silymarin có tác dụng chống oxy hóa, loại bỏ mệt mỏi và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thành phần tiếp theo đó chính là cà chua. Cà chua có nguồn gốc ở Nam Mỹ. Đây là một loại thực phẩm bổ dưỡng giàu vitamin C và A, đặc biệt là giàu niacin rất tốt cho sức khỏe. Cà chua phát triển mạnh trong môi trường có đất chua nhẹ, có độ pH từ 6 đến 6.8. Để trồng được một nông trại cà chua thì sẽ bắt đầu từ hạt giống. Đầu tiên chúng tôi ủ hạt giống, sau đó gieo vào các chậu nhỏ. Trong suốt quá trình này cần chăm sóc cẩn thận, tưới đủ nước để có cây giống tốt nhất. Khi cây cứng cáp khoảng 20cm, chúng tôi sẽ tiến hành đem ra ngoài trang trại trồng. Vào khoảng tháng 7, tháng 8, khi những trái cà chua bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm thì tiến hành thu hoạch. Quá trình thu hoạch hoàn toàn bằng tay để tránh dập nát quả. Mặc dù cà chua được trồng ở nhiều nơi nhưng tại cánh đồng Natural Factor là nơi có khí hậu ôn hòa giúp ổn định chất lượng cà chua nhất, đảm bảo cà chua căng mọng chứa nhiều hoạt chất lycopene nhất. Lycopene là một dạng sắc tố tự nhiên có trong cà chua, có tác dụng tăng cường sức đề kháng, điều hòa kinh nguyệt, đồng thời ngăn ngừa bệnh ung thư vú. Cây hương thảo có tên khoa học là Romary. Trong hương thảo có chứa nhiều phytochemical, đây là hoạt chất quan trọng giúp chúng ta chống lại bệnh tật và duy trì sức khỏe cho toàn cơ thể. Cây được trồng bằng cách dâm cành. Thời điểm trồng tốt nhất là vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4. Sau 30 ngày, cây cứng cáp bén rễ sẽ đem ra nông trại để trồng. Do cây hương thảo có bộ rễ khá nhạy cảm và cần thoát nước tốt nên đất trồng phải đảm bảo tơi xốp, thoát nước và đủ ẩm. Có độ pH từ 6 đến 7 để lá cây không bị sơ xác. Sau khi trồng được 60 ngày thì sẽ bắt đầu thu hoạch. Tất cả quy trình thu hoạch phải được hái bằng tay để tránh dập nát, không làm ảnh hưởng đến chất lượng thuốc. Chúng tôi chỉ thu hái ngọn hương thảo để làm thuốc vì ngọn chứa tinh dầu tannin nhiều nhất. Tannin có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, ổn định dòng chảy kinh nguyệt, chống co thắt và làm dịu các cơn đau. Đồng thời, bộ đôi Bioestro còn có sự kết hợp từ các hợp chất từ thiên nhiên như diinolimethan, sulforaphane, calicum diglucoras, indotricabilon, giúp cân bằng lượng estrogen, tăng sức đề kháng, tiết chế một số hormone nội tiết tố trong cơ thể, đồng thời ngăn ngừa u xơ tử cung. Vì sự khan hiếm của thảo dược cũng như thời gian canh tác lâu phụ thuộc vào các yếu tố môi trường nên mỗi năm chúng tôi chỉ cho ra đời 5.000 bộ đôi thuốc dược thảo Bioestro. Vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi ngay vào hotline của Biolora 0909 400 649 hoặc 0962 158 661 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hoặc bạn có thể truy cập website bioestro.com, youtube.com/bioestrotv hoặc đến địa chỉ dược phẩm Biolora tại số 22 đường 34 phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc bạn luôn vui khỏe. Cùng Bioestro, nội tiết tố cân bằng cho niềm vui trở lại.